giải pháp Ico Pro dùng cho gà đẻ, làm sao để cho đàn gà luôn khỏe mạnh, năng suất cao, tỷ lệ đẻ cao và thời gian đẻ kéo dài. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Đô Văn Hùng. Xin giới thiệu với mọi người giải pháp Ico Pro dùng cho gà đẻ. Thì khi gà mới về, chúng ta sẽ sử dụng axit hữu cơ chanh. Cái sản phẩm này sẽ pha vào nước cho gà uống với tỷ lệ là 1 gram trên 2 lít nước. Thì cái sản phẩm này sẽ giúp cho gà nhanh hồi phục trong quá trình vận chuyển. Axit hữu cơ chanh này sẽ sử dụng suốt quá trình nuôi. Cái mục đích để giúp cho ổn định đường tiêu hóa và có tác dụng giải độc gan thận, giúp cho gà có tỷ lệ đẻ cao và ổn định. Tiếp theo sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng tiêu sát trùng Nanotech AG+. Sản phẩm này thì sẽ sử dụng để phun thật tươi vào đàn gà, mục đích là để khử trùng, ngăn chặn các cái dịch bệnh trong quá trình vận chuyển. Sản phẩm này sẽ được sử dụng định kỳ 15 ngày một lần. Tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng là antivirus. Cái sản phẩm antivirus cũng sẽ được pha vào nước, sử dụng liên tục 5 ngày. Xong sau đó thì định kỳ chúng ta sẽ sử dụng 1 tháng 6 ngày, hoặc là dùng trước và sau khi làm vaccine 3 ngày. Mục đích để tăng cường cái hệ thống miễn dịch, giúp gà khỏe mạnh và duy trì cái tỷ lệ đẻ cao, ngăn chặn dịch bệnh có thể xảy ra. Một sản phẩm không thể thiếu và nó vô cùng quan trọng, đó là siêu kích trứng thảo dược. Sản phẩm siêu kích trứng thảo dược chứa silene, nó được bổ sung thêm đạm, thủy phân, chứa đầy đủ các loại axit amin, vitamin và khoáng chất. Khi bà con sử dụng cái sản phẩm siêu kích trứng thảo dược này thì cả bà con sẽ không phải sử dụng bất cứ một cái sản phẩm kích trứng nào khác. Đặc biệt sản phẩm chứa thảo dược giúp kích trứng hiệu quả. Sản phẩm này sẽ được sử dụng hàng ngày. Khuyên bà con nên sử dụng một ngày 2 lần với liều 1 gram trên 4 lít nước và sử dụng suốt quá trình chăn nuôi. Chi phí của nó chỉ từ 30 đồng trên một con gà trên một ngày, sẽ giúp cho duy trì cái tỷ lệ đẻ cao và thời gian đẻ kéo dài, trứng đẹp, to, nòng đỏ to, chống mỏng vỏ, chống sụt trứng, phân gà khô khuôn, tăng cường hấp thu dinh dưỡng, giảm FCA. Khi lượng phân gà nhiều lên, chúng ta sẽ sử dụng là phốt và lút. Sản phẩm này sẽ được phun vào nền phân gà, giúp cho xử lý mùi hôi, khí độc chuồng gà, đồng thời là xử lý lấm mốc ở trong nền chuồng gà. Nếu trang trại nhà bạn chưa có một giải pháp để giúp cho gà có tỷ lệ đẻ cao, thời gian đẻ kéo dài, thì hãy liên hệ với công ty Icovet nhé. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.